Chào các bạn, mình là Hoàng Phúc từ fbfrosoft.com. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về những cái ích lợi của cái việc là chúng ta sử dụng một cái bản quyền Adobe. Nghĩa là nó có đầy đủ bản quyền Adobe của Photoshop, Lightroom, vân 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 vân, tất cả các phần mềm, và làm cách nào để chúng ta có thể sở hữu những cái tài khoản bản quyền này ha. Rồi, ở đây các bạn có thể thấy là mình đang có cái account của Adobe ID này. Đó, tên là Nguyễn Hoàng Phúc, này toàn bộ là của mình. Và đây là cái máy mà mình đang sử dụng, cái server demo thì cái này nó là máy công ty mình ha. Là máy công ty mình. Thì một cái account bản quyền kiểu như này á thì nó cho phép chúng ta đăng nhập được cùng lúc trên hai máy. Nếu như các bạn đổi máy thì các bạn cứ bấm deactivate. Xong cái chúng ta đăng nhập vào máy mới thôi. Ở đây máy này mình chưa đăng nhập vô, thì ở đây mình sẽ tiến hành mình đăng nhập vào trong cái trước khi mình đăng nhập đi. Nếu như các bạn trước đây nếu chúng ta đã sử dụng thì đây mình đang sử dụng là Photoshop CC 2018 này. Khi chúng ta sử dụng mà sau quá trial 7 ngày rồi, nghĩa là chúng ta dùng thử 7 ngày rồi và chúng ta không có sử dụng thuốc hay là crack hay là bất kỳ cái phần mềm gì để chúng ta bẻ khóa, thì cái đó là cái chuyện rất là thường xuyên rồi ở Việt Nam. Tuy nhiên là mình nghĩ là nếu như có điều kiện kiểu như này thì các bạn nên chúng ta tiếp cận với lại cái bản quyền thì nó hay hơn. Thì đây các bạn có thể thấy là sau 7 ngày chúng ta sử dụng thì nó sẽ báo kiểu như này, nó yêu cầu chúng ta sign in, nghĩa là chúng ta đăng nhập vô để nó xét duyệt. Dĩ nhiên là nếu chúng ta không có bản quyền thì nó không cho chúng ta xài tiếp rồi. Thì đây các bạn có thể thấy là ở đây kể từ thằng Photoshop CC trở lên thì Adobe nó tính cái chuyện là bản quyền dựa trên tài khoản đăng nhập chứ không còn là dựa trên phần mềm nữa. Cho nên là nó tiện hơn, rất là tiện ở cái chuyện chúng ta có thể đăng nhập vào nhiều máy, nó linh hoạt hơn so với chuyện là hồi xưa chúng ta phải xài cố định một cái máy thôi ha. Từ đây mình sẽ tiến hành mình đăng nhập vào trong Creative Cloud trên máy của mình. Rồi, mình sẽ đăng nhập vô và mình sẽ mở rộng lại, mình sẽ cho các bạn coi cái giao diện của thằng Creative Cloud khi chúng ta có cái bản quyền ha. Thì đây, khi chúng ta đã đăng nhập vô và chúng ta sẽ có kiểu như này. Thì đây có thể thấy là nó cho chúng ta là lấy 10 free Adobe Stock Image trên cái trang Stock Adobe. Tuy nhiên là trang Stock này nó cũng khá là ok. Các bạn, nếu các bạn cần thì các bạn thể lên search được, không có vấn đề gì cả. Ví dụ như là thật sự bỏ qua đi. Đây, cái chính của chúng ta đây, cái app ấy, cái app. Các bạn có thể thấy ở đây, ở trong cái gói mà mình đang sử dụng là gói có toàn bộ phần mềm của Adobe luôn, toàn bộ phần mềm của Adobe CC, nghĩa là bao gồm cả Photoshop, Illustrator, toàn bộ ở đây các bạn có thể thấy này, Photoshop Lightroom CC này, Lightroom Classic này. Ở đây phiên bản 2018, ở phiên bản mới nhất thì các Lightroom nó đang tách rời nhau ra ha, nó tách phiên bản ra một cái CC, một cái Classic. Cái Classic chính là cái phiên bản ta thường sử dụng bấy lâu nay, còn cái CC á là nó sẽ liên kết với lại ở trên Creative Cloud luôn, tức là nó đồng bộ được. AI này, InDesign này, Adobe XD này, cái này của những bạn nào chúng ta làm UX UI sẽ sử dụng cái Adobe XD này khá là ngon. Premiere này, After Effects, tất cả các phần mềm này. Và đặc biệt á, trên web app cũng có này, CC này, Adobe Spark này, và những cái mobile app luôn, bao gồm Capture CC, Illustrator RAW các kiểu. Toàn bộ những cái phần mềm cái mobile app, nghĩa là ở trên cái ứng dụng trên điện thoại này, máy tính bảng các kiểu. Các bạn có thể thấy là chúng ta có rất nhiều, hầu như là toàn bộ những cái phần mềm của Adobe luôn, chỉ trong một cái gói. Và ở đây chưa hết ha, cộng thêm này, chúng ta sẽ có một terabyte cloud storage. Là đây cái storage thì nó sẽ là cái dạng lưu trữ ha, dạng lưu trữ. Có thể thấy ở đây mình đang đây trên mạng này, cái này nó giống như là cloud, cái Google Drive hay là Dropbox các bạn thường hay sử dụng nó. Ví dụ như là mình lấy một cái bộ số lịch âm dương chẳng hạn, thế mình kéo đây ra upload file lên thì nó sẽ bắt đầu uploading này. Đó, nó sẽ uploading lên và tiếp tục nó sẽ đồng bộ trên máy tính của chúng ta. Thì đây mình đang có tới 1 terabyte storage, 1 terabyte lưu trữ. Đó, nó đồng bộ, nó sẽ báo đây này, lưu trữ trên hai máy. Nghĩa là ở đây ví dụ như là máy mình sử dụng trên công ty đi và mình muốn chuyển file hoặc là đồng bộ file tất cả thì mình có thể sử dụng cái Creative Cloud này. Chưa hết ha, chúng ta quay lại đây cái Behance, trên một cái trang cộng đồng thiết kế này, miễn phí sử dụng một cái website Adobe Portfolio này,
bật đại khái portfolio thì CV này nọ rồi đó, rồi type kit form service, đặc biệt này access to all premium feature, Spring Web và Mobile. Và bên cạnh đó thì nó sẽ sinh đây. Với cái sức mạnh của Adobe Creative Sync á, thì tất cả cái file của chúng ta là font này, design access, setting, nghĩa là toàn bộ cái setting, ví dụ như là chúng ta sử dụng Photoshop đi. Ví dụ như là chúng ta sử dụng Photoshop đi thì những cái cài đặt ở trong Photoshop này á, thì hai cái máy mà mình sử dụng nó sẽ đồng bộ với nhau luôn. Nghĩa là bên này mình chỉnh lại cái function key, nghĩa là cái phím tắt như thế nào á, thì máy bên kia cũng vậy luôn. Như máy ở đây mình đang xài một máy ở nhà và một máy ở công ty. Thì đây mình đang có một cái ở công ty thôi, mình sẽ reset nó lại. Thì các bạn sẽ thấy nó hiện ra thêm cái máy mà mình đang sử dụng ở đây nữa. Đó thì nó sẽ có cho chúng ta đăng nhập cùng lúc hai máy là như vậy ha. Chưa kể đây, để nhìn cho nó hoành tráng hơn đó, thì các bạn có thể thấy là tôi có thể download được tất cả phần mềm ở đây, khá là tiện. Đó thì là có hai máy này, máy Hoàng Phúc là máy mình đang sử dụng nữa này. Đó nếu mình không thích thì mình có thể kick cái máy ở công ty ra, đại khái thế. Đó rất là nhiều. Và cũng là storage ha, thì nó sẽ tự động nó vào cái phần storage này, Adobe Creative Cloud File này. Nó tiện ở cái chuyện là chúng ta có tới 1 TB online. Đó thành ra nếu các bạn không đủ bộ nhớ thì các bạn có thể tải lên đây, có thể tải về hoặc là chia sẻ chẳng hạn thế, chia sẻ link này. Đó, send link chẳng hạn vậy. Đó rất là tiện. Rồi về thì chúng ta bật cái chức năng chia sẻ lên thì chúng ta sẽ có cái link để chúng ta chia sẻ cho mọi người. Tất nhiên bộ số lệnh âm dương này thì mình show lên đây thôi, thì mình nghĩ là đó chúng ta có cái link kiểu như này này rồi. Chưa hết ha. Khá là nhiều. Ngoài cái chuyện là về cái vấn đề bản quyền, nghĩa là chúng ta tôn trọng, mình biết là nhiều người ta sử dụng Photoshop hoặc là những cái phần mềm của Adobe khá là lâu rồi, và trước giờ chúng ta sử dụng phiên bản lậu khá là nhiều, thành ra là mình nghĩ đây là một cách để các bạn có thể gọi là góp một chút cái tiền, cái chi phí của chúng ta cho Adobe, để người ta có cái chi phí để người ta có thể tiếp tục nâng cấp những cái chức năng của Photoshop lên, để chúng ta có cái chúng ta sử dụng và càng ngày nó càng hoàn thiện hơn. Thì quay trở lại với cửa sổ Creative Cloud này ha, thì các bạn có thể thấy ở đây á, chúng ta có thể cái lợi ích nhiều nhất của thằng bản quyền này á, là khi chúng ta sẽ có những cái phiên bản update. Ví dụ như ở đây các bạn có thể thấy là cái phiên bản Photoshop CC của mình cài cái lúc nó mới ra, thì bây giờ nó đã có cái phiên bản update, tức là nó fix những cái lỗi này nọ đó. Đó thì nó sẽ khá là tiện cho chúng ta. Và ngoài ra nếu như các bạn không cái máy các bạn yếu quá chẳng hạn vậy, các bạn có thể cài đặt những cái phiên bản cũ hơn. Đây có order version, chúng ta click vào đây thì các bạn sẽ thấy cái order version. Đây chúng ta có thể cài từ phiên bản Photoshop CS6, tít từ Photoshop CS6, các bạn thích cài bản nào ta bấm intro một cái tự động nó sẽ chạy thôi, rất là nhanh, giống như kiểu là các bạn tải một cái app ở trên điện thoại vậy. Chúng ta chỉ bấm một nút, bấm một cái thì tự động Photoshop sẽ tải về, và tự động nó sẽ tải về ha, xong các bắt đầu nó cài đặt này nọ đầy đủ cho mình luôn. Nói chung là chúng ta chỉ việc click một cái nút duy nhất thôi. Đó thì các bạn thể thấy ở đây nó có rất nhiều, ở đây những cái XDCC này thì not competitive compatible, thì nó yêu cầu là nó phải có Windows 10 thì nó mới cho cài đặt, thì cái này là chuyện tất nhiên rồi, là một cái yêu cầu của phần mềm thôi. Như đây nếu các bạn có thích bất kỳ cái nào nữa thì để bấm một nút thôi thì nó sẽ tự động nó cài đặt cho chúng ta, rất là tiện lợi. Đó thì đó là về những cái gọi là đơn giản và chúng ta sử dụng nhiều nhất. Thì mình hiện tại trên fanpage của mình đang cung cấp cái gói Adobe bản quyền này với giá là 999.000, bản quyền toàn bộ là trong vòng 1 năm ha, toàn bộ phần mềm của Adobe CC 2018 mới nhất, và tất nhiên là khi nó ra CC 2019 trong năm sau chẳng hạn thế, nó vẫn còn các bạn mua mà nó vẫn còn trong hạn 1 năm thì nó sẽ tiếp tục cho các bạn nâng cấp lên, và tất nhiên là không tính thêm bất kỳ cái phí gì cả, chỉ là sau 1 năm khi chúng ta hết cái hạn rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục đóng thêm phí, chúng ta duy trì, thì cái tiền phí duy trì này thì nó sẽ tính theo cái giá trị ở cái thời điểm 1 năm sau ha. Rồi nếu các bạn cần này, các bạn có thể coi cái link ngay ở phía dưới và cái comment, phần comment hoặc là phần description, phần mô tả của video này, và giá của nó là 999.000. Tất nhiên là mình đang có cung cấp thêm một bộ combo, nghĩa là khi các bạn mua cái khóa cái gói bản quyền 999 ngàn này mà các bạn muốn mua thêm cái khóa học nữa, thì tổng cả hai cái này nó sẽ chỉ có là 1.199.000 thôi.
Và cái lượng ưu đãi 999.000 cho cái phiên bản bản quyền này thì nó rất giới hạn, thành ra là khi mà các bạn click cho cái link mà nó không còn cái giá 999.000 nữa thì có nghĩa là nó đã hết rồi. Và cái giá ưu đãi mà sau cái 999 ngày này á thì nó sẽ trở lại cái giá là 2.499. 2.499 ha. Đang là flash sale khá là có hạn đó, thành ra là nếu các bạn cần thì nhớ chúng ta click vào cái link mua hàng, đặt hàng ngay phía dưới này ha, ngay phía dưới phần comment, và chúng ta tiến hành truy cập vào email chúng ta để xem cách thức thanh toán. Và nếu các bạn cần bất kỳ một cái thông tin gì cũng như là cần hỗ trợ sau sau khi chúng ta mua cái gói bản quyền rồi, các bạn cần hỗ trợ hay là bất kỳ cái gì, câu hỏi gì, các bạn có thể inbox vào fanpage của mình sẽ hỗ trợ hết hết mức có thể. Rồi, cái clip này thì chỉ giới thiệu tới đây thôi. Nói chung là nó rất là nhiều cái chức năng, và mình nếu các bạn muốn mà chúng ta khám phá thì chúng ta có thể đăng ký mua gói này thì các bạn sẽ có nhiều trải nghiệm hơn với cái bản quyền của Photoshop ha, bản quyền của Adobe, toàn bộ phần mềm của Adobe luôn ha. Bye bye các bạn, đừng quên like, share, subscribe và cho comment cho mình biết ở tutorial sau các bạn muốn mình làm về chủ đề gì nha. Bye bye.